Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương báo cáo giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Phạm vi giám sát về thực hiện chính sách pháp luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí được xác định trong khu vực công từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời kỳ trước sau có liên quan, không giám sát công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khu vực tư nhân và tiêu dùng của nhân dân. Nhận định đây là chuyên đề giám sát quan trọng, phạm vi phức tạp và rất rộng. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, đối tượng của chuyên đề giám sát này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tiết kiệm chống lãng phí là lĩnh vực rất lớn, quốc gia nào cũng chú ý, nhất là nước có nguồn lực còn hạn chế như nước ta. Trong khi điều kiện còn khó khăn mà không tiết kiệm thì có lỗi với dân, nhiều khi thiệt hại do lãng phí lớn hơn hậu quả tham nhũng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm để báo cáo kết quả với cử tri và nhân dân. Đối với lĩnh vực ngân sách, trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đoàn giám sát nên tập trung vào các khoản chi cho lễ hội, hội nghị, khánh tiết, tiếp tân, đi công tác nước ngoài. Đây cũng là lĩnh vực vẫn còn lãng phí.